Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp, chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long với sự tài trợ của ngân hàng Thiết Tiên thuộc công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia phối hợp cùng với công ty tổ chức sự kiện Việc Thực Hiện. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn đến những cái biện pháp làm sao cho trẻ mau lớn, có một bộ xương dẻo dai và dán chuẩn đó quý vị. Đây là một điều cũng rất là khó và các bà mẹ, các ông bố luôn luôn đi tìm những giải pháp triền miên từ ngày này qua ngày khác. Chúng ta sẽ gọi ngay số điện thoại để được tư vấn miễn phí quý vị nhé. 1900 1259 hoặc là 0439 960 886. Ngay bây giờ tôi đang chào quý vị. Trước khi chúng ta cùng giao lưu với chuyên gia ngày hôm nay thì Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với phóng sự sau đây. Có một chiều cao lý tưởng vẫn luôn là niềm ao ước của rất nhiều người, đặc biệt ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Đây cũng được coi là một trong những giai đoạn xương phát triển nhanh của cơ thể. Tuy nhiên, trong quá trình xương phát triển nhanh như vậy thì nhu cầu dinh dưỡng cần được cung cấp rất cao. Nếu không đáp ứng đủ các chất thiết yếu thì xương sẽ trở nên yếu ớt và dẫn đến những hệ lụy cho sức khỏe. Năm nay em đã học hết lớp 12 và em đang ở trên thành phố để ôn thi đại học. Mấy tháng gần đây em thấy chiều cao của mình tăng khá là nhanh. Hiện em cao 1m73. Em rất vui vì có một chiều cao lý tưởng vì sau này em dự định sẽ thi vào trường sân khấu điện ảnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây em cảm thấy trong người đau nhức xương khớp. Em không biết có phải là do mình tăng chiều cao quá nhanh hay không. Đó là phóng sự ngày hôm nay. Xem xong chắc có lẽ quý vị cũng đang chờ đợi hỏi chúng tôi làm sao để có một cái biện pháp dành cho trẻ mau lớn, một cái dáng chuẩn mà xương gọi là dẻo dai đó quý vị. Chúng ta sẽ cùng giao lưu với chuyên gia dinh dưỡng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải. Xin chào bác Hải ạ. Vâng, chào Quỳnh Linh. Xin kính chào quý khán giả của chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp. Dạ. Người ta thường nói rằng bộ cái hệ xương đó nó giống như là một cái bộ bê tông cốt thép trong ngôi nhà vậy. Nếu như mà cái bê tông cốt thép nó đổ thì nguyên ngôi nhà coi như sập luôn. Vậy thì bác Hải có thể cho chúng tôi được biết là hệ xương nó liên quan trọng thế nào đối với cơ thể chúng ta và trong giai đoạn nào thì hệ xương nó hoàn thiện nhất? Dạ vâng. Chúng ta đều biết thì bộ xương có thể giống như mà chúng ta vừa nói thì nó như là một cột vững chắc ở trong một cái ngôi nhà. Ví dụ như là cái trụ, cái cột trong nhà mà vững chắc thì ngôi nhà của chúng ta mới vững chắc. Vậy thì cái vai trò của bộ xương ấy thì bộ xương có rất là nhiều các cái vai trò quan trọng đối với cơ thể của chúng ta. Đầu tiên phải nói là bộ xương là một cái khung để nâng đỡ cơ thể của chúng ta. Nếu như chúng ta mà có cái bộ xương chắc khỏe thì cơ thể của chúng ta sẽ khỏe mạnh dẻo dai, tất cả những cái hoạt động hàng ngày, làm việc, vui chơi chúng ta đều rất là dẻo dai, có sức và chúng ta có sức khỏe rất là tốt. Thế thì đầu tiên phải nói là bộ xương là một cái khung xương để nâng đỡ cơ thể của chúng ta và nó cùng với cơ và khớp để làm cho chúng ta có thể hoạt động được, đi lại một cách dễ dàng. Đấy, thế cho nên chúng ta đều biết là tất cả những người nào mà khỏe mạnh, tức là cao to khỏe mạnh ý, có một bộ xương chắc khỏe dẻo dai thì bao giờ chúng ta cũng làm việc cũng được dai sức hơn, chúng ta hoạt động vui chơi cái thứ được thoải mái hơn rất là nhiều. Đấy là nói về cái chức năng thứ nhất. Chức năng thứ hai thì bộ xương còn là một cái bộ phận bảo vệ các cái cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Đấy, ví dụ như là não của chúng ta là một cái bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể thì được bảo vệ bởi xương sọ. Thế cho nên là nói luôn là những người nào mà có cái bộ xương chắc, ví dụ xương cứng chẳng hạn, chẳng may mà có bị ngã đập đầu ấy, thì là cái sọ nó, não cũng ít bị tổn thương hơn. Đấy, nếu chứ nếu không thì là dễ bị vỡ. Nếu mà vỡ một cái xương cứng bằng sọ thì chúng ta lại có thể bị tụ máu, chảy máu trong não, thế vân vân thì rất là nguy hiểm. Dạ. Vậy thì lúc nào, giai đoạn nào đó là bộ xương hoàn thiện nhất ạ? Bộ xương của chúng ta thì nói chung ấy thì là phát triển từ khi mà còn khi em bé còn là một cái phôi, những phôi bào thai thì bộ xương đã hình thành và phát triển rồi. Thế và sau đó thì tiếp tục khi chào đời thì em bé của chúng ta đã phải dài khoảng 50cm rồi. Như vậy thì cái bộ xương ngay từ khi mà phát triển trong bụng mẹ, nếu như cháu được phát triển tốt ấy, thì sau này những cháu bé đó cũng sẽ cao lớn và có một bộ xương vững chắc hơn. Thế còn những cháu nào mà bị suy dinh dưỡng từ trong bụng mẹ hay là bị sinh non chẳng hạn, cái hệ xương nó chưa tập trung đủ canxi xương ra thì chắc cháu này sinh ra rất dễ bị còi cọc chậm lớn và bị còi xương. Đấy. Thế tiếp theo đấy thì những cái năm đầu đời thì xương phát triển rất là nhanh. Ví dụ như là ngay cái năm đầu tiên ấy, thì các cháu có thể cao dài tới 25cm chỉ trong vòng một năm đầu tiên thôi. Thế và đến năm thứ nhất với năm thứ hai thì cũng trung bình mỗi năm tăng khoảng 10cm nữa. Nhưng bắt đầu từ khoảng 3 tuổi trở đi thì trung bình mỗi năm cháu chỉ tăng khoảng 5-6cm thôi. Và nếu như bà mẹ của chúng ta tháng nào chúng ta cũng đo chiều cao cho con thì cháu chỉ tăng khoảng 0,5cm thôi. Và mãi phải đến tuổi tiền dậy thì, tức là bé trai rơi vào khoảng từ 12 cho đến 18 tuổi, bé gái cũng rơi vào khoảng 10 cho đến 16 tuổi thì bắt đầu bộ xương bắt đầu có sự việc phát triển
cuối cùng, tức là phát triển một cách nhanh nhất. Lúc này thì các cháu trung bình có thể tăng 8 đến 10 cm trong một năm, và cá biệt có những cháu tăng 10 đến 15 cm chỉ trong một năm thôi ở cái giai đoạn dậy thì. Và đây cũng là cái giai đoạn quan trọng nhất để cho em bé có thể từ một đứa trẻ nhỏ thôi thì có thể trở thành một chàng trai hoặc một cô gái chỉ trong những cái năm dậy thì này. Dạ, xin cảm ơn thạc sĩ Lê Thị Hải. Chúng ta sẽ đến với tiểu phẩm của chương trình. À quên, từ nãy không hỏi em, sắp tới công ty mình tổ chức đi du lịch thì là em có đi không? Đi chứ sao không đi, trời nãy giờ mặt em hớn hở nè. Em nói anh nghe nè, một năm mình được đi có một lần à. Mình phải tranh thủ cái dịp đó để mình đi giao lưu với bạn bè. Mình tập cái tinh thần đoàn kết của mình, anh hiểu không? Đúng. Rồi một năm mình được đi biển một lần để mình ăn hải sản nè. Mình dắt gia đình mình đi nè. Rồi mình có thể nào mình hưởng được cái mát, cái gió, cái nắng của thôi, biển. Tóm lại từ nãy giờ nói rồi, cô nói rồi tôi thấy đọng lại được mỗi cái vấn đề ăn hải sản. Thì đúng rồi đó. Lúc nào mở mồm ra nói để ăn. Nó tươi. Ăn đúng ở biển rồi, nó tươi. Ăn tươi thế dạ. Nhưng tóm lại có ăn thế ăn nữa thì cô cũng không mập ra được nữa đâu. Mập này hết cỡ rồi. Nhưng mà thế quan trọng là thế còn cái mấy cái to tàu nhà cô thì thế nào? Nó tới vấn đề đó em nhức đầu quá. Anh biết sao không? Con em bây giờ nó lớn rồi. Mà nếu không cho nó đi á thì cũng không được. Đúng. Mà nếu mà cho nó đi á thì nó quậy. Mà ông chồng em thì ôi thôi, ông không có biết canh con phụ em. Ôi, chán quá rồi. À này, em nói cái vấn đề đấy anh mới để ý đấy. Dạ. Này, con nhà em nó rất nghịch. Dạ đúng rồi. Thế nhưng mà nó có một cái lạ là nó chỉ được nghịch được một lúc thôi. Thế xong rồi nó cứ đứng tốt thở hổn hển. Anh đang nghi là sợ nó có vấn đề gì không ấy. Này, anh nói cho em biết nhá. Đứa trẻ con mà nó khỏe ấy, thì nó có thể nghịch được lâu, được dai. Thế những đứa yếu mà thường thường là nó chỉ nghịch được một lúc là nó mệt ngay. Chính vì thế cho nên phải quan tâm nhất đến sức khỏe của nó. Nếu nó có sức khỏe nhé, thì nó làm cái gì nó cũng bền bỉ này. Dạ. Nó ăn thì ăn cũng sẽ ngon miệng này. Và kể cả nó học ấy, nó tiếp thu rất là tốt. Đấy, còn nếu không là rất dở đấy em ạ. Dạ, không biết cái khái niệm dẻo dai của xương á, được hiểu thế nào là đúng. Mà trời ơi, không biết là cái sức bền có liên hệ gì tới cái sự dẻo dai của xương hay không nữa. Ây, trời ơi, nhức đầu quá. Thưa bác sĩ, cái khái niệm về sự dẻo dai của xương và cái sức bền đó, nó liên quan gì đến hệ xương ạ? Vâng, khi mà chúng ta nói đến một cái hệ xương chắc khỏe thì chúng ta không những nói về cái độ chắc. Chắc ở đây tức là cái mật độ xương nó được cung cấp đầy đủ các khoáng chất thì cái mật độ xương của nó rất là chắc khỏe. Nhưng mà cũng chúng ta cũng liên quan đến cái độ dẻo dai nữa. Tại vì xương của chúng ta thì chịu cái sự va đập rất là lớn, chúng ta vận động. Tại sao những cái vận động viên thể dục thể thao chẳng hạn thì người ta có thể bị những cái chấn thương, người ta có thể bị va đập rất là nhiều, nhưng mà rất là nhiều người là cũng không ảnh hưởng gì cả, bởi vì chính là họ có sức dẻo dai, tức là cái độ dẻo dai của xương nó có liên quan mật thiết với nhau. Bởi vì xương của chúng ta không những chắc mà cần phải dẻo dai, tức là cái độ dẻo dai ở đây thì thứ nhất là nó làm cho chúng ta có như là hoạt động nó, những người mà có cái xương chắc và dẻo dai ấy thì hoạt động sẽ ít mệt mỏi hơn. Đấy là ví dụ như là cùng một người như thế này, một người thì có thể chạy bộ được đến cả hàng mấy chục cây số, nhưng mà có người thì không chạy chưa được một cây thì đã thấy mệt mỏi rồi. Hay là ngay cái động tác, ví dụ chúng ta leo cầu thang chẳng hạn, chỉ những người mà có bộ xương chắc dẻo dai thì chúng ta leo rất là nhanh, đi rất là dễ dàng, chúng ta không cảm thấy mệt mỏi gì cả. Nhưng mà những cái người mà có cái bộ xương không chắc và không dẻo dai thì chúng ta đi một tí chúng ta đã thấy mệt rồi. Hay là đối với những cái cháu nó còn thời kỳ còn nhỏ chẳng hạn, nếu mà xương của cháu nó không chắc ấy, nó không dẻo dai thì có khi nó chỉ ngã nhẹ bật nhẹ thôi đã có thể bị chấn thương rồi. Thế chính vì vậy chúng ta mới thấy là tại sao những cái người về già chẳng hạn mà bị cái bệnh gọi là bệnh loãng xương ấy, tức là xương nó vừa không chắc lại vừa không dẻo dai, nó mềm nó xốp, cho nên có khi chỉ có một cái vấp nhã nhẹ thôi cũng có thể bị gãy xương đấy. Thế còn đối với các cháu còn nhỏ mà cái hệ xương không chắc không dẻo dai thì các cháu vận động một tí là các cháu đã mệt mỏi rồi, những cháu này lại càng ngày càng lười vận động hơn và nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái quá trình sinh hoạt học tập hàng ngày của các cháu. Thế chính vì vậy cho nên là cái việc chăm sóc cho em bé hay là cho đến cả độ tuổi thanh niên hay là ngay cả những người già, chúng ta có một bộ xương chắc khỏe và dẻo dai thì nó sẽ làm cho sức khỏe của chúng ta tốt hơn rất là nhiều và sẽ giúp cho chúng ta vận động đi lại, hoạt động tất cả những cái làm việc các thứ là chúng ta cảm thấy không mệt mỏi. Cảm ơn bác sĩ. Chúng ta sẽ tiếp tục với tiểu phẩm của chương trình. Privitin hân hạnh tài trợ chương trình này. Mọi người đều thắc mắc tại sao tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật như thế mà Kiên vẫn có sức khỏe để đạt thành tích cao trong cả thể thao lẫn học tập. Có được thành công đó là nhờ ba mẹ đã bổ sung cho Kiên đầy đủ và đúng giai đoạn dậy thì các dưỡng chất cần thiết và quan trọng nhất là MK7 giúp hấp thu canxi từ máu và xương. Viêm nén Vitin Vinza chứa các dưỡng chất thiết yếu phát triển chiều cao và trí tuệ cho tuổi teen.
giúp xương và răng phát triển chắc khỏe, phòng và hỗ trợ điều trị còi xương. Vitin Vinza, nâng tầm cao và trí tuệ Việt, sản phẩm của dược phẩm Vinza. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sự phát triển về thể lực, tầm vóc và trí lực của trẻ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chế độ dinh dưỡng, di truyền, luyện tập thể thao và môi trường sống. Trong đó chế độ dinh dưỡng là quan trọng nhất. Bởi vậy, chế độ dinh dưỡng cần đầy đủ và cân đối, mà quan trọng nhất là canxi, vitamin D và đặc biệt là MK7. Thực phẩm chức năng Previtin 2 và Previtin 3 có công dụng giúp trẻ phát triển chiều cao, phòng và hỗ trợ điều trị còi xương, giúp xương và răng phát triển chắc khỏe. Mỗi gói cốm chứa canxi dạng nano, vitamin D3, MK7 và các khoáng chất quan trọng. Trong đó, vitamin D3 và MK7 giúp canxi hấp thụ vào tận xương, giúp xương phát triển chắc khỏe và dẻo dai. Đặc biệt, Previtin 2 còn có thêm tác dụng tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp. Previtin 3 giúp phát triển trí não và bảo vệ mắt cho trẻ. Previtin 2 và Previtin 3 thích hợp dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi. Sản phẩm được phân phối bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinza, 116 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Liên hệ 1900545439. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Cô gái ôm nhơ ôm nhách. Chị, hồ sơ đâu? Đưa đây cho tôi. Chị, cái gì? Chị nói về chuyện gia đình của chị cho em nghe đi. Trời ơi, gia đình tôi có gì đâu mà nói. Cũng bình thường tôi có gì đâu mà nói. Sao nay hỏi vậy? Đâu có gì đâu. Tại vì em thấy á, là tình trạng bây giờ vợ chồng trẻ đó những người không còn trẻ nữa hay bị lục đục lắm, chị hiểu không? À, tôi hiểu rồi. Cái này là chắc hai vợ chồng mấy người có chuyện gì đúng không? Tại vì ông bà mình có câu là xiên bụng ta ra bụng người, đúng không? Thấy chưa? Công nhận là không có gì giấu được chị luôn á. Chuyện gì? Bữa giờ chồng em nó có phiền trách em hoài à, bực bội dễ sợ luôn. Trách chủ gì? Phiền trách em, ví dụ mà tại sao em thì mập vậy mà con em thì càng ngày càng ốm yếu. Nó ốm mà nó khỏe, mà chiều cao nó lý tưởng là được rồi. Thì đã biết rằng là chiều cao con em nó lý tưởng đó. Nhưng mà chị ơi, sao bữa giờ á, con em nó cứ la là nó mệt mỏi. Mệt mỏi? Đã vậy còn nhức xương nữa chứ. Ờ, em không biết là tình trạng xương khớp của nó có khỏe, có bình thường không nữa. Ôi, ô, cô ơi, cô lo xa quá à. Nó cao lớn tất nhiên là xương chắc khỏe, có gì đâu mà phải sợ. Cao lớn là xương chắc khỏe rồi. Đồng nghĩa với xương chắc khỏe. Ừ. Liệu điều đó có đúng không chị? Mà em thấy á, có nhiều người á, thì cao có cao đó. Ừ. Nhưng mà lúc nào thể lực cũng ốm yếu nè, lòm khòm nè, dễ bị mệt. Ừ. Vậy thì mình nên hiểu tình trạng sức khỏe của họ như thế nào chị? Sao tôi biết được? Vậy thì một cái khái niệm là cao rồi, vậy là xương chắc khỏe rồi ha, xương to lắm. Và những cái người mà có chiều cao nhưng mà họ gầy còm rồi ốm yếu rồi thậm chí xưa tay chứ nó lỏng lẻo như vậy, chúng ta hiểu điều này như thế nào ạ? À, khi mà có chiều cao rồi, thế nhưng mà cái chiều cao thì nó lại phải đi đôi với cái sự cân đối. Tức là nếu mà xương chỉ phát triển với cái chiều dài thôi, nhưng mà cái bề dày của xương, tức là cái bề ngang ấy, xương là cái mật độ xương nó không chắc khỏe, thì những cái người cao lều nghều với nhiều khi chưa chắc là xương đã chắc là khỏe. Đấy, cho nên là cái khái niệm ấy nó hoàn toàn là nó không đồng nghĩa với cứ cao là đã có hệ xương chắc khỏe. Mà cao ở đây thì là đấy, đây cao ở đây chúng ta phải là cao to, tức là kể cả cơ cũng phải săn chắc, và cái thứ hai quan trọng nhất là cái mật độ xương phải chắc. Thế rồi là cái sức bền của xương nó phải dẻo dai, thì lúc bây giờ chúng ta mới có một cái dáng đứng nó chuẩn được. Ví dụ như là Quyến Linh cũng thấy là có rất người chỉ trông thì cứ như là cò hương, cái cao lều nghều ấy. Thế nhưng mà có khi là vận động các thứ là không được đâu, chạy một tí cũng đã mệt rồi, vâng. Đi bộ thì cũng mệt, hay là làm một tí gì đã thấy rất là mệt mỏi thôi. Thế nhưng mà những cái người mà người ta có hệ xương chắc khỏe, tức là vừa cao lớn nhưng mà lại vừa khỏe, tức là to nữa ấy. Không béo, ở đây là không béo nhưng mà to nữa, thì cái bề dày của xương ấy, tức là xương nó phát triển cả về bề ngang cả về chiều dài, thế cái bề ngang của xương, cái mật độ xương nó chắc hơn, nó dẻo dai hơn, thì người đó chắc chắn là sẽ khỏe mạnh hơn, mà cái dáng vóc nó cân đối hơn, đẹp hơn, chuẩn hơn. Và cái thứ hai này là sẽ giúp cho chúng ta có một cái sức khỏe tốt hơn rất là nhiều, và vận động dẻo dai hơn rất là nhiều. Như vậy là nếu như cần có một bộ xương chắc khỏe, dẻo dai, một cái thân hình cao lớn, thì chúng ta phải chăm sóc đủ đầy với những cái dưỡng chất đúng đó. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ thế nào là đúng ạ, và chúng ta cần chăm sóc như thế nào? À, vâng. Khi sinh ra thì em bé của chúng ta cần phải được nuôi dưỡng, mà sữa mẹ là thức ăn tốt nhất, và cho bé bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, tiếp theo đến những cái tháng sau cho ăn bổ sung, và nó tiếp tục bú mẹ cho đến tận 2 tuổi. Thì rất nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh vai trò của sữa mẹ, là cháu nào bú sữa mẹ thì phát triển chiều cao cũng sẽ rất tốt.
Bởi vì cái canxi ở trong sữa mẹ rất là dễ hấp thu, tỷ lệ canxi trên phốt pho ở trong sữa mẹ cũng rất là hợp lý, giúp cho em bé của chúng ta hấp thu tốt hơn, và sữa mẹ cũng chứa đầy đủ các cái dưỡng chất cần thiết để giúp cho em bé chúng ta phát triển. Đương nhiên đến cái giai đoạn ăn bổ sung thì chúng ta cũng lại phần cần phải chú ý là cho bé ăn đầy đủ các cái nhóm dưỡng chất, ví dụ như là chất đạm, chất béo và đặc biệt là các cái vitamin và khoáng chất. Thế nếu như trong trường hợp mà em bé của chúng ta ăn uống kém, ăn uống không đầy đủ thì chúng ta có thể ngoài cái thực phẩm ăn bổ sung ra thì chúng ta có thể bổ sung thêm những cái thực phẩm chức năng mà nó có chứa những cái dưỡng chất hết sức quan trọng, đó là vitamin D3, MK7, canxi nano, kẽm nano, DHA, chondroitin, đặc biệt để đến cái giai đoạn lớn lên nữa, cái giai đoạn mà ví dụ như tôi nói cái giai đoạn thứ 3 ấy, là cái giai đoạn vàng mà giai đoạn cuối cùng để cho bé có thể tăng vọt chiều cao lên, có thể đạt được cái chiều cao chuẩn ấy, thì cháu phải cần thêm cái sụn nó phải dài ra, và cái chondroitin là một cái dưỡng chất cũng rất cần thiết để giúp cho cái phát triển tế bào sụn, để từ tế bào sụn nó mới trở thành tế bào xương. Thế và chúng ta đều biết là ở đây nói đến cái vai trò tại sao ngoài cái bộ xương của chúng cháu phát triển về chiều cao tốt ấy, chỉ cần phải có cái sức bền, sức dẻo dai của xương, thì ở đây cái MK7 ngoài cái việc mà nó giúp cho cái việc vận chuyển canxi từ máu và xương ra, thì MK7 còn có tác dụng tăng tổng hợp collagen. Thì chúng ta đều biết là trong xương ngoài cái chất vô cơ là các cái vitamin, là các cái khoáng chất như là canxi, phốt pho, magie, kẽm, sắt ra, thì nó còn có cái sợi collagen để nó tạo thành những cái màng. Cái màng nó tạo thành những cái như cái lưới để sau đây để gắn các cái phân tử canxi hoặc là phốt pho hoặc các cái khoáng chất vào. Thế thì bản chất của các cái collagen đó chính là protein. Thế thì cái MK7 ngoài cái tác dụng mà nó vận chuyển canxi vào xương ra thì nó còn tăng tổng hợp sinh collagen, collagen. Và chính vì vậy cho nên là xương của chúng ta nó chắc khỏe và dẻo dai hơn. Đấy. Thế chính vì vậy cho nên là chúng ta cần bổ sung những cái dưỡng chất rất là quan trọng, đặc biệt ở cái lứa tuổi dậy thì, tiền dậy thì cần phải bổ sung vitamin D3, canxi nano, kẽm, chondroitin và đặc biệt là MK7. Thật sự mà nói thì nãy giờ nói chuyện với thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải, chúng ta cũng đang bối rối thưa quý vị. Có rất là nhiều chất để bổ sung sự phát triển xương dẻo dai cho trẻ. Vậy thì các bà mẹ đi tìm những cái chất này đâu cũng khó, đúng không? Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ được một cái chất nào đó tổng hợp, một cái loại nào tổng hợp để các bà mẹ, các bậc phụ huynh có thể dễ tìm nhất. Chứ bây giờ nó đi tìm từng cái sản phẩm có cái này thì đúng là nó cũng hơi khó. Đúng là như vậy. Trên thực tế thì chúng ta được biết là cơ thể của chúng ta thì cần rất nhiều các cái chất dinh dưỡng, và đặc biệt ở đây hôm nay chúng ta nói về phát triển của hệ xương, giúp cho trẻ có một cái dáng chuẩn cao lớn khỏe mạnh, thì cái việc bổ sung các cái vitamin và khoáng chất như là vitamin D, canxi nano, kẽm nano và đặc biệt là MK7 hay là DHA rồi chondroitin, đấy là những cái dưỡng chất mà đương nhiên là trong thức ăn phải có, nhưng mà với một cái nhịp sống hiện đại như hiện nay ấy, thì cũng không phải là lúc nào chúng ta cũng có thể tìm thấy đầy đủ ở trong thức ăn. Thế chính vì vậy cho nên là chúng ta có thể bổ sung ngoài chế độ ăn uống, chúng ta có thể tìm bổ sung trong những cái loại thực phẩm chức năng. Và như theo như tôi được biết hiện nay thì cái bộ sản phẩm thực phẩm chức năng mà có chứa đầy đủ những cái dưỡng chất này đó là Previtin và Viptin. Thế thì ở đây thì em bé của chúng ta bắt đầu ngoài 6 tháng rồi ra thì chúng ta ngoài sữa mẹ chúng ta bắt đầu phải cho bé bổ sung rồi. Cho nên là từ 6 tháng em bé đã có thể bổ sung được cái sản phẩm Previtin 2 là cái sản phẩm mà có chứa đầy đủ các cái dưỡng chất cần thiết giúp cho em bé phòng ngừa còi xương cũng như giúp cho cháu có một cái hệ xương phát triển tốt. Thì nó bao gồm có vitamin D3, canxi nano, kẽm nano và đặc biệt là có MK7. Đấy là cái dưỡng chất mà vô cùng quan trọng để đưa canxi đến tận nơi xương, giúp cho cái hệ xương của cháu phát triển tốt nhất. Bởi vì chúng ta được biết là cái năm đầu tiên là cái năm mà hệ xương phát triển nhanh nhất. Chỉ trong một năm thôi mà cháu đã dài thêm 25cm, trong những năm sau nó chỉ tăng có mấy cm một năm thôi. Đấy cho nên là ngay từ 6 tháng bắt đầu em bé ăn bổ sung thì cái chế độ ăn không đầy đủ được thì chúng ta có thể bổ sung thêm, thì chúng ta có thể dùng cái sản phẩm Protein 2. Bên cạnh đó thì riêng cái sản phẩm Protein 2 vì là dùng cho trẻ bắt đầu từ 6 tháng cho đến 3 tuổi thì đây cũng là cái giai đoạn mà em bé của chúng ta có cái hệ miễn dịch rất là kém. Đấy, hệ miễn dịch là kém, có một cái khoảng trống miễn dịch trong cái thời gian này, cháu rất hay ốm đau. Thì cái sản phẩm này lại có một cái ưu điểm nữa là bổ sung thêm một cái nhóm dưỡng chất thứ hai là cái nhóm tăng cường miễn dịch cho cháu, đó là cái Immune Alpha và Cholesterol, là hai cái chất mà có thể giúp cho cái hệ miễn dịch của cháu được phát triển rất là tốt, cải thiện rất là tốt, cho nên giúp cho bé phòng ngừa được những cái bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp cũng như là đường tiêu hóa. Và chúng ta đều biết là một em bé mà khỏe mạnh, không bị ốm đau gì thì các cháu ăn uống tốt và đương nhiên là sẽ phát triển chiều cao cũng như là cân nặng cũng như là trí não sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thế thì bắt đầu từ khoảng 4 tuổi trở đi
đấy, đến 9 tuổi chẳng hạn, thì em bé của chúng ta ngoài cái việc lớn lên phát triển chiều cao các thứ ra thì cháu lại bắt đầu cũng chuẩn bị bước vào cái tuổi đi học, thì cháu lại rất cần phát triển của hệ não cũng như là mắt rất là cần thiết. Thì cái sản phẩm Protein 3 ngoài cái việc cũng bổ sung những cái dưỡng chất rất cần thiết để cho phát triển hệ xương như là vitamin D3, canxi nano, MK7, sắt kẽm các thứ vân vân, thì người ta bổ sung thêm DHA và taurin là hai cái dưỡng chất rất là quan trọng giúp cho phát triển trí não cũng như đôi mắt của trẻ, phòng ngừa được cận thị em bé, rồi là não của cháu phát triển tốt hơn, giúp cho cháu học hành tốt hơn, và cũng vẫn bổ sung những cái dưỡng chất giúp cho hệ xương của cháu vẫn phát triển tốt, bền chắc khỏe dẻo dai. Ở cái lứa tuổi này các cháu rất là hiếu động, hoạt động rất là nhiều, như vậy thì một cái hệ xương chắc khỏe sẽ giúp cho em bé của chúng ta vận động dẻo dai tốt hơn, và dập thì nó có ngã thì nó cũng không sợ gãy xương gãy xiếc, đúng không ạ? Đấy, thế thì tiếp theo đó thì đến cái giai đoạn tiền dậy thì là như tôi nói là bắt đầu từ 10 tuổi đấy, bé gái là từ 10 tuổi cho đến 16 tuổi, rồi bé trai là từ 12 đến 18 tuổi chẳng hạn, là cái giai đoạn cuối cùng thì chúng ta có thể dùng sang cái sản phẩm Vitin. Thế thì sản phẩm Vitin thì nó cũng giống như hai cái sản phẩm Previtin 2 và Tin 3, nhưng mà có cái là khi cháu đã đến giai đoạn này lớn rồi nên cháu không thể uống được dạng viên rồi, chứ không ở hai cái loại kia là dạng cốp, để chúng ta có thể hòa vào sữa, phải bột vào cháo cho bé uống khi cháu còn nhỏ, thì đến giai đoạn này là cháu có thể nuốt được viên, cho nên cái dạng bảo chế nó khác một chút là dạng viên. Thế nhưng mà đồng thời thì nó lại cũng cái hàm lượng canxi cũng như là hàm lượng DHA rồi là hàm lượng các thứ là người ta cho vào nó cao hơn ở cái giai đoạn nhỏ hơn một chút, và đặc biệt có bổ sung thêm cho creatine là cái chất mà giúp cho cái tế bào sụn nó phát triển. Đấy, làm sụn thì là cái tế bào tiền của tế bào xương, sau đó từ sụn nó mới chuyển thành tế bào xương. Đấy. Thế và chính vì vậy cho nên là cũng đặc biệt ở đây là bổ sung cái hàm lượng MK7 cao hơn, bởi vì nó tăng tổng hợp collagen cũng như là tăng tổng hợp các cái chất khác giúp cho cái hệ xương của cháu chắc khỏe hơn. Thế như vậy thì ngoài cái chế độ ăn uống thì các phụ huynh của chúng ta nắm được những cái giai đoạn phát triển rất là quan trọng về hệ xương mà chúng ta bổ sung. Ngoài chế độ ăn uống, chúng ta có thể tìm bổ sung thêm những cái thực phẩm chức năng, ví dụ như Protein 2, Protein 3 cho lứa trẻ bắt đầu từ 6 tháng cho đến 9 tuổi và từ 10 tuổi đến tuổi tiền dậy thì chúng ta có thể bổ sung sản phẩm Protein. Và như vậy thì tôi nghĩ là với một cái chế độ ăn uống này, rồi bổ sung vi chất dinh dưỡng này, và cháu có một cái lối sống sinh hoạt như là tập thể dục thể thao, đi ngủ đúng giờ nữa, thì vận động, tăng cường vận động nữa, thì tôi nghĩ là chắc chắn là các bậc phụ huynh của chúng ta làm được những điều đó thì cái niềm mơ ước mà con mình cao lớn khỏe mạnh thì tôi nghĩ cũng không có gì là khó khăn lắm. Cảm ơn bác sĩ Lê Thị Hải. Khi mà bác sĩ chia sẻ thì tôi nghĩ rằng các bà mẹ bỉm sữa, như các ông bố trẻ có nhiều cái kinh nghiệm để chúng ta để chăm sóc cho con mình có bộ xương chắc khỏe nhé. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục với tiểu phẩm của chương trình. Trời ơi, làm hết hồn đi trời. Trời ơi, đi mua đồ hả? Mua quần áo hả? Đúng rồi. Để từ từ để em thoát ra em cho coi chị coi hình con em ha. Ừ. Đây nè, chị coi đi. Đứa 6 tuổi, đứa 15 tuổi á. Chị nhắm nó mặc vừa size gì. Rồi chị lấy cho nó đi rồi có gì em tính tiền. Cái gì? Em thấy đứa 6 tuổi, đứa 15 tuổi đó hả? Này nè, đứa này cao cao là đứa 15 tuổi, còn đứa lùn lùn là đứa 6 tuổi. Trời ơi, nói con của em ai tin á. Trời ơi, nghĩ sao vậy mẹ nè. Còn do những hụt mít vậy đó mà con nó còi cọc. Cụ dành ăn với con hả trời. Nói con em không ai tin hết trơn á. Chị này nói khác nào, chị lấy dao chị đâm ngoáy vô tim em. Đau lắm chị biết không. Ai muốn con mình vậy đâu. Ừ. Nhưng mà con em nó cứ ốm yếu thấp còi hơn mấy đứa cùng trang lứa. Em á bổ sung cho nó ăn đủ thứ nè, rồi uống đủ thứ nè, bổ béo vô vậy đó mà không đau vô đâu hết. Riết em thấy nản không thôi buông xuôi luôn á chị ơi. Ê, nói vậy không được nha. Em biết không, cái tuổi này người ta kêu là tuổi ăn tuổi lớn, tuổi này là cái tuổi nó phát triển cơ thể của nó, mà em không bồi dưỡng cho nó rồi mai mốt ảnh hưởng tới tương lai. Trời ơi, lớn lên cứ ốm nhom còi cọc gì làm ăn được cái gì. Ừ, nhưng mà mai cho cô gặp tôi đây cái hộp này á, con chị năm nay nó 16 tuổi rồi. Dạ. Chị cho nó uống cái này rất là lâu dài, mà bây giờ hết chị đi mua nữa nè. Mà bây giờ em dòm nó em hết hồn. Nó 16 tuổi mà nó cao, trời ơi, chân dài miên man, nó hơn chị nhiều. Vậy hả chị? Ừ, mà không bệnh nữa, nó khỏe. Nhớ cái này nè. Cái này để coi. Wow. Có canxi nano nè. Rồi có MK7 nè. Có vitamin D3 nè. Magie nữa nè. Trời, nhiều chất quá chị. Chứ sao? Ủa, cái này chắc chắn là em phải bổ sung cho hai đứa con của em để nó được có chiều cao với người ta. Đúng rồi. Ủa mà chị, cái gì? Em thắc mắc nè. Thắc mắc gì nữa? Thường á là con nít, nhất là con trai, ừ, nó tầm tới 16 tuổi là nó hết phát triển, ừ, và phát triển có đứa thì phát triển chậm. À, vậy nếu như mà tới tầm 16 tuổi mà chiều cao nó phát triển tầm có 1m6 thì sử dụng cái sản phẩm này
có giúp ích gì cho nó được không? Không biết. Ở trong tiểu phẩm chương trình có đặt ra một vấn đề, nếu như mà ta dùng MK7 vitamin D3 hay là canxi nano thì liệu chăng nó có hạn chế khi mà trẻ em qua cái tuổi 16 không ạ? Vâng. Thì chúng ta đều biết là như tôi đã nói ở trên thì có 3 cái giai đoạn quan trọng nhất để phát triển xương. Thế nhưng mà bắt đầu đến tuổi 16 thì thực ra là xương của cháu vẫn còn tiếp tục phát triển. Vẫn còn tiếp tục phát triển, nó vẫn có thể cao được 2cm trong một năm nữa. Tại vì ở trẻ trai chẳng hạn thì phải đến 25 tuổi. Đấy, ở nam thì đến 25 tuổi thì xương mới đóng hoàn toàn. Thế và ở nữ thì đến 23 tuổi xương mới đóng hoàn toàn. Thế cho nên là cháu khoảng 16 tuổi cho đến 18 tuổi thì tôi nghĩ là vẫn có thể, vẫn có cơ hội để phát triển chiều cao hơn nữa nếu như chúng ta đồng thời bổ sung thêm những cái sản phẩm cung cấp những cái dưỡng chất quan trọng để phát triển xương như là vitamin D3, canxi nano, MK7, DHA, choline ra, thì kết hợp với cả vận động hợp lý, rồi kết hợp với giấc ngủ, kết hợp với chế độ dinh dưỡng nữa thì tôi nghĩ là dù 16 tuổi vẫn có thể cao thêm được, vẫn có thể cao thêm được. Và có khi có rất là nhiều cháu hồi bé trông còi còi đấy, thế nhưng mà đến cái tuổi dậy thì đấy thì bắt đầu nó cũng vẫn lớn lên nhanh nếu như mà chúng ta vẫn bổ sung kịp thời những cái dưỡng chất này, kết hợp với chế độ ăn uống cũng như là luyện tập, giấc ngủ nữa thì vẫn có khả năng cao thêm được nữa, chứ đến 16 tuổi là chưa đóng xương hoàn toàn. Xin cảm ơn bác sĩ. Thế bây giờ thì Quỳnh Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với câu hỏi dành cho khán giả. Câu hỏi của chương trình tuần này như sau: MK7 có tác dụng giúp xương vừa chắc khỏe vừa dẻo dai đúng hay sai? Các bạn hãy nhanh tay soạn tin theo cú pháp SK gạch dưới đúng hoặc sai và gửi tới số hotline của chương trình 01236229229. Sẽ có một phần quà trị giá 300.000 đồng từ công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia dành cho vị khán giả trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0912989XX đã gửi câu trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình tuần trước tới tổng đài của chương trình. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại hotline 01236229229 để nhận được những phần quà hấp dẫn từ chương trình. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta đến với tủ thuốc gia đình. Để có một khung xương không những cao lớn mà còn chắc khỏe, bạn nên bổ sung các dưỡng chất quan trọng như canxi, vitamin D3, MK7. Đây được coi là bộ ba quan trọng nhất giúp xương dài và chắc khỏe. Trong đó, vitamin D3 giúp tăng cường hấp thu canxi, MK7 giúp đưa canxi đến nơi cơ thể cần hấp thu và tăng tiết collagen. Qua một thời gian tìm hiểu thì em đã biết lý do vì sao mà em thường đau nhức xương khớp. Đó là vì chiều cao của em phát triển khá là nhanh, cho nên cơ thể không kịp đáp ứng những cái chất dinh dưỡng như canxi, MK7 hay là vitamin D3. Em đã tìm đến dòng sản phẩm Viptin, em đã sử dụng trong vòng 1 tháng và rất vui là sản phẩm đã giúp em có một chiều cao lý tưởng và xương khớp dẻo dai hơn. Và em cũng có một người bạn đã sử dụng Viptin và cảm nhận của bạn ấy cũng như em vậy. Em cảm ơn rất là nhiều vì đã giúp em có một chiều cao lý tưởng. Sản phẩm Viptin chứa các thành phần như canxi dạng nano giúp cơ thể hấp thụ tối đa canxi vào cơ thể. Các chất vitamin D3, MK7 giúp hỗ trợ đưa canxi vào những bộ phận cơ thể cần thiết. Ngoài ra, sản phẩm còn có các chất thiết yếu khác cho việc phát triển xương như kẽm, mangan, magie. Để có một bộ xương chắc khỏe và dẻo dai, bạn nên có một chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý. Thường xuyên tập thể dục, tránh tình trạng lười vận động và bổ sung thêm các dưỡng chất cần thiết cho xương khớp và cơ thể. Một lần nữa thì cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải, chuyên gia dinh dưỡng Viện Dinh dưỡng Quốc gia rất là nhiều về những chia sẻ có thể đem đến rất nhiều kinh nghiệm cho những ông bố, những bà mẹ trẻ có thể chăm sóc cho con mình, có thể mau cao lớn, đúng chuẩn, xương chắc, bền khỏe giống như bộ khung gọi là bê tông cốt thép vậy. Chúc bác sĩ thật nhiều sức khỏe và hy vọng rằng bác sĩ sẽ luôn luôn đồng hành với chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Viptin của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ thực hiện chương trình. Và bây giờ thì thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải và Quỳ Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Previtin hân hạnh tài trợ chương trình này. Mọi người đều thắc mắc tại sao tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật như thế mà Kiên vẫn có sức khỏe để đạt thành tích cao trong cả thể thao lẫn học tập. Có được thành công đó là nhờ ba mẹ đã bổ sung cho Kiên đầy đủ và đúng giai đoạn dậy thì các dưỡng chất cần thiết, và quan trọng nhất là MK7 giúp hấp thu canxi từ máu và xương. Viêm nén Viptin Vinh Gia chứa các dưỡng chất thiết yếu, phát triển chiều cao và trí tuệ cho tuổi teen, giúp xương và răng phát triển chắc khỏe, phòng và hỗ trợ điều trị còi xương. Viptin Vinh Gia, nâng tầm cao và trí tuệ Việt, sản phẩm của dược phẩm Vinh Gia. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.